giờ xin có lời chào tạm biệt. Nhớ là trong hành trình năm mới, hãy tiếp tục tăng cường đối chương trình văn học thư âm nhạc 12h.com. Vậy đất âm nhạc 12h.com và để nghe lại chương trình hãy truy cập vào trang web vnf.radiovietnam.vn. Nào, bây giờ tiếp tục tận hưởng một ngày Tết với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc các bạn